Phương Sao, cái tên mang theo bao ước mơ, hy vọng. Cách đây 17 năm, Phương Sao chào đời. Trong một đêm mưa gió, nhìn lên bầu trời tối đen, bác của em đã nghĩ về những vì sao và mong em luôn tỏa sáng và đặt tên cho em là Phương Sao. Phương Sao là con thứ hai trong một gia đình có 5 anh em. Mẹ em có bệnh lý về thần kinh nên thường xuyên bỏ nhà đi. Ngay từ khi còn nhỏ, em đã biết lo toàn mọi việc của bản thân và là chỗ dựa cho các em. Mẹ là người sinh ra em, nhưng mà mẹ em bỏ bọn em đi nhiều. Em cũng cảm thấy tủi thân, trách mẹ làm sao mà sinh ra mình xong rồi không phải là mình bỏ mặc để cho bác nuôi. Đôi lúc cũng tủi thân, các bạn cũng hỏi là sao bố mẹ mày không đưa đi học. Em cũng không biết trả lời thế nào. Điều may mắn trong cuộc đời của chị em Phương Sao là có bác Bích. Bác Bích là chị gái của mẹ em. Dù không là người mang nặng đẻ đau, nhưng với chị em Phương Sao, bác còn hơn cả một người mẹ. 11 tuổi mắc bệnh viêm khớp, 36 tuổi mất việc vì sức khỏe yếu. Dù vậy, chị Bích vẫn tần tảo nuôi 5 đứa cháu, chăm sóc và lo lắng cho chúng hơn cả con đẻ. Nói thật sự là còn chăm, còn tôi nghĩ còn hơn cả con ý. Tôi nghĩ là thôi thì bố thì không có, các cháu nó cũng thiệt thòi. Mình bỏ các cháu thì nó cũng không đành. Thương em, thương cháu, chị Bích dành cả cuộc đời mình để lo cho các cháu mà không màng đến hạnh phúc riêng. Trước là người ta hỏi để đi lấy chồng, nhưng cũng nghĩ là em mình như thế, là cháu như thế là cũng không đi lấy chồng. Thế dành cả cuộc đời để nuôi các cháu để cho nó khôn lớn. Em vẫn rất cảm ơn bác vì bác đã chọn bọn em thay vì là chọn hạnh phúc riêng của bác để bác chăm lo cho bọn em, để bọn em bớt thiệt thòi hơn so với các bạn. Dạy mầm non từ năm 1988, dù thu nhập không cao, song chị Bích vẫn có thể rau cháo nuôi các cháu. Nhưng cuộc sống không êm đềm mãi. Năm 2002, chị đã phải rời bỏ công việc trông trẻ sau hơn 20 năm công tác. Khi đó thì có nhiều người nói là đỡ mầm non, người thì thế lọ thế kia, mà trong khi đấy thì tôi bị cái chân đau. Thế nên là tôi bảo thế thì thôi, tôi không đi nữa. Không có sợ là vào đây đi làm ảnh hưởng đến đội ngũ của giáo viên mầm non ấy. Sóng gió vẫn chưa hết ập đến với ngôi nhà nhỏ ấy. Năm 2018, Phương Sao phát hiện bị bệnh lupus ban đỏ. Người em nó bị đau ấy ạ. Khớp tay, khớp chân nó đau, em không đi được. Tất cả nó bị phù nước ạ. Ra bệnh viện Bạch Mai, người ta chuẩn đoán là bị lupus ban đỏ, suy thận. Lắm lúc em ngồi mình em cũng nghĩ là sức khỏe yếu như này thì mai sau không biết sẽ làm gì, lo cho gia đình. Sợ là bệnh mình nó nguy hiểm thế này thì liệu mình sống được bao lâu. Cứ mấy ngày bác sĩ lại gọi nên nộp tiền. Thôi thì mình cũng cứ cố vay mượn để lấy tiền chạy cho nó, chứ không để nó chết à. Chả nhẽ có bác mà để cháu chịu đói, để cháu bệnh tật không chữa. Với suy nghĩ ấy mà chị Bích xoay sở đủ công việc, từ đi dạy mầm non tư thục, đi giúp việc đến đi làm công nhân để có tiền lo cho những đứa cháu thiệt thòi. Cũng chỉ mong làm sao mà cho các cháu khỏe mạnh để các cháu lớn lên, và nếu như mà không thi được đỗ đạt thì các cháu cũng có một cái sức khỏe để các cháu đi làm công nhân. Chẳng phụ sự mong mỏi, tin yêu của bác, Phương Sao luôn chăm chỉ học tập. Thân hình nhỏ bé chẳng khác nào một học sinh trung học cơ sở, nhưng sự nỗ lực vượt khó thì đã vượt ra ngoài tầm vóc của em. Với bạn Phương Sao, từ ngày bạn đi học được như này là một cái sự cố gắng rất lớn. Nếu như so với các bạn khác thì nhiều bạn không có sức để học tiếp được, nhưng mà Phương Sao là một em học sinh rất là ngoan của lớp. Mặc dù là gia đình rất là khó khăn, bản thân em thì lại có bệnh rất nặng. Tuy nhiên là trong quá trình học tập thì bạn Sao rất là cố gắng vươn lên trong học tập. Bạn luôn là người hòa đồng với các bạn trong lớp. Chương trình học cấp 3 cũng khó và bạn ấy cố gắng rất là nhiều ạ. Dù thiếu thốn về vật chất, thiếu thốn tình cảm của cha, của mẹ, nhưng sự lạc quan thì em chẳng khi nào thiếu. Hy vọng về một tương lai tươi sáng với ước mơ trở thành hiện thực vẫn là động lực để các em bước qua những khó khăn. Và đó dường như là cách để các em trả ơn người bác đã một đời vất vả nhọc nhằn. Em chỉ mong là em mau khỏi bệnh, để có sức khỏe tốt để mai sau có thể đi làm, kiếm tiền, lo cho tương lai của mình sau này, cũng như là lo cho gia đình được bớt khó khăn hơn. Khi em nằm viện ý ạ,
em thấy có nhiều em cũng như là nhiều anh chị có sức khỏe yếu hơn mình, bị ung thư, hoàn cảnh nó không được tốt, có khi còn khó khăn hơn cả em. Thì em mong là mai sau lớn lên em có thể làm được nghề y để chữa giúp mọi người khỏi bệnh tật. Xin kính chào quý khán giả truyền hình, các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo và các bạn học sinh đã đến với chương trình Chắp cánh ước mơ của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình do VNPT Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên đồng tài trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên bảo trợ thông tin, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thực hiện. Đến tham dự buổi trao học bổng chắp cánh ước mơ hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Bá Kiên, Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT Hưng Yên. Trân trọng giới thiệu ông Phạm Thanh Tú, Giám đốc VNPT Văn Lâm. Về phía Ngân hàng Vietcombank, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Quốc Văn, Phó trưởng phòng giao dịch Yên Mỹ, Ngân hàng Vietcombank Hưng Yên. Dự buổi trao học bổng chắp cánh ước mơ hôm nay còn có sự hiện diện đông đảo của quý vị đại biểu, các thầy cô và các bạn học sinh đến từ trường Trung học phổ thông Trương Vương, huyện Văn Lâm. Thưa quý vị, không phải nhà văn, chẳng phải nhà thơ, nhưng chính bằng sự nỗ lực vượt khó vươn lên thì những nhân vật trong chương trình chắp cánh ước mơ đã viết lên những câu chuyện của riêng mình cũng theo cách đặc biệt nhất. Ở đó thì các em luôn gặp phải những khó khăn, những thiệt thòi vất vả, song trong mỗi câu chuyện cũng đầy ắp sự yêu thương, sự sẻ chia. Và câu chuyện của em Đỗ Phương Sao tại trường Trung học phổ thông Trương Vương ngày hôm nay cũng như vậy. Cuộc đời không cho em được những người bố, người mẹ như mong muốn, thế nhưng đã bù đắp cho em được một người bác giàu tình yêu thương. Thiệt thòi hơn xuống bạn bởi sức khỏe rất là yếu, thế nhưng Phương Sao lại nhận được sự quan tâm sẻ chia của bạn bè, thầy cô. Và chính sợi dây yêu thương cũng đã kết nối hai nhà tài trợ của chương trình là VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên đến đây và trao học bổng cho em. Ngay sau đây thì chúng tôi xin kính mời đại diện VNPT Hưng Yên, ông Nguyễn Bá Kiên, Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT Hưng Yên sẽ lên trao học bổng cho bạn Đỗ Phương Sao. Tiếp theo, chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện Ngân hàng Vietcombank, ông Hoàng Quốc Văn, Phó trưởng phòng giao dịch Yên Mỹ, Ngân hàng Vietcombank Hưng Yên tiếp tục lên trao học bổng cho em Đỗ Phương Sao. Em rất vui và biết ơn các nhà tài trợ đã quan tâm và giúp đỡ cho học bổng cho em. Với số tiền học bổng này, em sẽ có thêm kinh phí để thực hiện ước mơ của mình. Đây là một chương trình rất là ý nghĩa. Thay mặt lãnh đạo nhà trường, xin cảm ơn sự quan tâm của Sở Giáo dục Đào tạo, Đài Truyền hình và các nhà tài trợ đã quan tâm đến những cái em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là trong đại dịp Tết Nguyên đán như thế này. Tôi thật rất là xúc động bởi vì cũng là một người mẹ mà, cho nên là các con thì thiệt thòi lắm. Nếu như mà bố mẹ chẳng may là không còn hay là ốm đau bệnh tật, tôi cảm thấy rằng đây là một chương trình vô cùng là ý nghĩa. Nó sẽ là một phần nào đó để chia sẻ với các con, động viên các con, để các con có thêm nghị lực trong cuộc sống để phát triển tốt hơn. Thưa quý vị, suất học bổng vừa rồi của hai nhà tài trợ chính là món quà vô cùng ý nghĩa dành cho bạn Đỗ Phương Sao nhân dịp Tết đến xuân về. Và trong năm mới thì chúc cho Phương Sao sẽ có thêm thật nhiều sức khỏe, thêm nhiều niềm tin để có thể thực hiện ước mơ của chính mình. Trong không khí người người nhà nhà nô nức đón chào năm mới 2023, thay mặt những người làm chương trình, xin được gửi lời cảm ơn đặc biệt đến hai nhà tài trợ là VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên với sự đồng hành và sẻ chia cũng như là chắp cánh cho ước mơ của rất nhiều những em học sinh để trở thành hiện thực. Xin cảm ơn Sở Giáo dục Đào tạo Hưng Yên, cảm ơn các nhà trường, các thầy cô, các bạn học sinh, cảm ơn quý khán giả đã đồng hành với chương trình trong suốt những năm qua và chúc cho tất cả chúng ta một năm mới dồi dào sức khỏe, ngập tràn may mắn, thêm nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công. Trong năm mới Quý Mão 2023, chúng tôi sẽ tiếp tục kể những câu chuyện xúc động về những em học sinh giàu nghị lực trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và mong quý vị, các bạn hãy tiếp tục đồng hành với chúng tôi trên chặng đường tiếp theo. Thời lượng của chương trình đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Vietcombank, chung niềm tin với